Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm trong bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em tin học 6, bài số 3 sức cánh diều nha. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ làm một bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 3 cấu trúc dễ nhánh trong thuật toán. Học xong bài này em sẽ biết được cấu trúc dễ nhánh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán sẽ có cấu trúc dễ nhanh. Mình sẽ thể hiện được cấu trúc dễ nhanh. Một nhỏ mình sẽ học lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện. Trong cuộc sống có những lúc chúng ta lựa chọn hành động tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Ví dụ tuần này một nhóm học sinh lớp 6 hẹn ở sẽ chơi cùng nhau sau 3 tiết học của chiều thứ năm như sau. 16 giờ sẽ có mặt ở cửa phòng học lớp 6A. Nếu trời mưa thì mình sẽ chơi cờ vua trong phòng học lớp 6A. Nếu mà trời không mưa thì mình sẽ chơi đá bóng ở sân vườn. Trong mô tả trên có hai dòng bắt đầu từ nếu. Điều đó có nghĩa là có hai trường hợp khác nhau cần xem xét. Khi thực hiện quy trình trên sẽ xảy ra chỉ một trong hai trường hợp mà không. Ta nói trong thuật toán có dễ nhanh, giống như là đứng ngã ba đường thì mình cần phải chọn dễ phải dễ nhanh chứ mình không được đi khác. Như vậy là khi phải lựa chọn trên điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước thực hiện tiếp theo trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần có chút dễ nhanh. Như vậy là mình sẽ hai cái nếu này thì chỉ có một trường hợp xảy ra thôi. Nếu trời mưa thì sẽ chơi cờ vua trong lớp trong phòng học. Ngược lại thì chờ không mưa mà sẽ chơi đá bóng. Như vậy là một là chơi vua cờ vua hay là chơi đá bóng chỉ là một trong hai trường hợp có khả năng xảy ra mà thôi, đúng không? Chứ không khi nào mà cả hai cùng xảy ra một lúc được, đúng không? Như vậy là khi mình trong có những trường hợp mà cần kiểm tra điều kiện nếu chờ mưa, đúng không? Nếu cái gì đó thì mình sẽ sử dụng cấu trúc dễ nhánh nha. Số 2 nhỏ mình sẽ thể hiện cấu trúc dễ nhánh. Quy trình trong ví dụ trên được mô tả theo cách liệt kê tuần tự các bước và hoàn toàn rõ ràng để thực hiện. Ở đó mỗi trường hợp mỗi nhánh chỉ nêu một việc phải làm. Cấu trúc dễ nhánh sẽ có hai nhánh đều dắt ngắn. Tuy nhiên có những thuật toán chứa cấu trúc dễ nhánh mà có nhánh gồm nhiều việc. Do vậy để tránh nhầm lẫn khi thể hiện cấu trúc dễ nhánh cần làm rõ danh sách các việc trong một nhánh kết thúc ở đâu. Để hiện diện đúng cấu trúc dễ nhánh cần nhận biết những thành phần sau. Điều kiện dễ nhánh là gì? Các bước tiếp theo khi điều kiện được thỏa mãn được gọi là cấu. Ta gọi ngắn gọn là nhánh đúng. Các bước tiếp theo khi điều kiện không thỏa mãn, ta gọi ngắn gọn chính là nhánh sai. Ta quý yếu sử dụng cặp từ phá nếu trái lại để hiện hiện cấu trúc dễ nhánh theo mẫu ở hình 1A. Ví dụ minh họa đây cho hình 1B. Giờ như mình sẽ sử dụng cặp từ phá nếu trái lại để hiện hiện cấu trúc dễ nhánh nha. Giờ như vậy mình sẽ xem hình 1A trước, cấu trúc dễ nhánh. Nếu mà điều kiện đúng thì mình sẽ thực hiện nhánh đúng, trái lại thì mình sẽ thực hiện những công việc ở nhánh sai. Giờ hạt nhân. Ví dụ cụ thể nha. Nếu trời mưa thì sẽ chơi cờ vua trong lớp. Trái lại thì mình sẽ tự hiểu là trời không mưa, đúng không? Trái lại của trời mưa có nghĩa là trời không mưa. Thì cái phần này máy tính nó sẽ tự hiểu, mình cũng tự hiểu luôn. Như vậy là nếu trời mưa chơi cờ vua trong lớp trái lại thì mình hiểu là trời không mưa thì sẽ chơi đá bóng ở sân trường hết nhanh trong này. Như vậy là khi mình gặp trái lại thì mình sẽ hiểu là chờ không mưa, trái lại của trời mưa chính là chờ không mưa trong này. Như vậy là cấu trúc dễ nhánh kết thúc ngay khi gặp câu hết nhánh. Ta trở lại quý vô ước thực hiện tương tự các bước. Chú ý rằng từ phá trái lại vừa đánh dấu kết thúc nhánh đúng vừa bắt đầu cho nhánh sai. Nhưng ta cần dùng từ phá hết nhánh để kết thúc nhánh sai nha. Nếu nhánh sai là trống rỗng, nghĩa là không có cần làm gì cả, thì cấu trúc dễ nhánh sẽ gọi là nhánh phuyết nha. Gọi là cấu trúc dễ nhánh phuyết từ trái lại. Vì cái trường hợp này được gọi là cấu trúc dễ nhánh phuyết và cần dùng từ hết nhánh để kết thúc nhánh đúng. Hình 3A. Một ví dụ cần cấu trúc dễ nhánh dạng phuyết là tình huống máy tính bỏ hỏi tiếp tục hay bỏ qua. Nếu nhấn bỏ qua, tức là nhánh sau của phá trái lại sẽ không làm gì cả. Đúng không? Ví dụ mình xem hình 2 chính là sơ đồ mô tả dễ nhánh của hình 1B. Đây, khi mình gặp cái hình này có nghĩa là kiểm tra điều kiện. Đúng không? Hình này có nghĩa là kiểm tra điều kiện. Nếu trời mưa, nếu đúng thì mình sẽ chơi cờ vua trong lớp. Sai cũng như mình hiểu là trái lại. Thì sẽ chơi bóng đá ở sân trường.
Giờ như vậy là hình 3A là mẫu cấu trúc giữa nhánh dạng phíp. Như là nếu điều kiện đúng thì mình sẽ thực hiện nhanh đúng hết nhanh, có nghĩa là không làm gì nếu mà bị sai nhé. Điều kiện sai thì không làm gì hết. Ví dụ như là nếu trời mưa thì lấy áo mưa ra mặc vào hết nhanh, đúng nè. Như là hình 3B là một ví dụ về hình cấu trúc giữa nhánh dạng phíp, có nghĩa là có nếu và hết nhánh thôi, không có trái lại nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ có câu hỏi hoạt động. Có thể dùng sơ đồ ở hình 2 để mô tả cấu trúc giữa nhánh ở hình 1B. Nếu dùng sơ đồ mô tả cấu trúc giữa nhánh ở hình 3B, em vẽ sơ đồ đó như thế nào? Như vậy mình sẽ sử dụng sơ đồ để mô tả cấu trúc giữa nhánh ở hình 3B nha. Mình sẽ xem là hình 3B. Hình 3B thì mình thấy là nếu chờ mưa thì lấy áo mưa ra mặc hết nhánh, không có làm gì nếu mà trái lại hết. Nhưng mình sẽ vẽ sơ đồ như sau. Như vậy mình sẽ quay sơ đồ này, nếu nè, nếu chờ mưa thì mình thấy là cái hình này chính là kiểm tra điều kiện nha. Nếu chờ mưa đúng thì lấy áo mưa như mặt, còn ngược lại có nghĩa là trái lại, có nghĩa là không có mưa thì không làm việc gì hết, đúng không? Giờ các em sẽ quay sơ đồ xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo phần số 3, biểu quyết điều kiện trong cấu trúc giữa nhánh. Theo tác kiểm tra điều kiện phải cho kết quả là khổ mạng hoặc không khổ mạng, có nghĩa là đúng hoặc sai. Hay nói theo kiểu logic là đúng hoặc sai, như cách ta đặt tên nhánh ở trên. Điều kiện cần kiểm tra trong cấu trúc giữa nhánh thường là một biểu quyết so sánh. Ví dụ A cộng B lớn hơn 5 là biểu quyết so sánh giá trị A cộng B với số 5. Chẳng hạn như A bằng 1 và B bằng 2 thì kết quả so sánh của biểu quyết của giá trị sẽ là sai, đúng không? Vì 1 cộng 2 bằng 3, 3 mà lớn hơn 5 là sai, đúng không? Còn nếu A bằng 3 và B bằng 4 thì kết quả so sánh là đúng. A bằng 3, B bằng 4 thì cộng lại sẽ bằng 7, 7 lớn 5 là điều kiện đúng, là đúng, đúng không? Như vậy là biểu quyết này đúng hay sai tùy thuộc vào giá trị của A và B. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp bài số 1. Câu hỏi bài số 1, quy trình tính số tiền được giảm trừ cho khách hàng mua sách truyện thiếu nhi tại hiệu sách Người Máy. Câu số 1, tính số tiền sách khi chưa tính giảm giá, gọi số đó là tổng số tiền sách. Số 2, nếu tổng số tiền sách mà lớn hơn bằng 500.000 đồng thì số tiền được giảm là 10% của tổng số tiền sách. Số 3 là tổng số tiền sách mà nhỏ hơn 500.000 đồng thì số tiền được giảm là 5% của tổng số tiền sách. Sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc giữa nhánh, em hãy viết lại hoặc vẽ sơ đồ mô tả quy trình tính số tiền được giảm cho khách mua sách nêu ở như trên. Giờ bây giờ mình sẽ vẽ sơ đồ nha. Nhưng mình sẽ vẽ sơ đồ sao? Giờ trước hết mình sẽ tính tổng số tiền sách, đúng không? Giờ sau đó mình sẽ kiểm tra điều kiện. Nếu mà tổng số tiền sách lớn hơn 500.000 đồng, nếu đúng thì mình sẽ giảm 10%, sai thì mình sẽ giảm 5% mà không, đúng nè. Giờ sau đó kết thúc nhanh ha, đúng nè. Giờ như vậy các em sẽ vẽ sơ đồ này vô nha. Trước hết mình ta sẽ tính tổng số tiền sách, đúng nè. Sau đó thì mình sẽ kiểm tra điều kiện. Giờ tính tổng số tiền sách sau đó kiểm tra điều kiện. Nếu mà tổng số tiền sách lớn hơn bằng 500.000 đồng, đúng thì giảm 10%, sai thì mình sẽ giảm 5% mà không, đúng nè. Như vậy các em sẽ vẽ sơ đồ xong. Giờ mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé.
Giờ tiếp theo bài số 2. Trong các phát biểu sau về biểu khớp điều kiện ở cấu trúc dãy nhánh, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai vì sao? Số 1 phải là biểu khớp so sánh giá trị bằng. Như vậy là ở mình thấy là trong các biểu khớp so sánh này thì mình có thể là biểu khớp so sánh bằng lớn hơn hoặc nhỏ hơn điều được khớp sánh nha. Ở đây người ta nói là phải là một biểu khớp so sánh bằng là sai. Có nghĩa là không đủ ý đúng không? Rồi câu số 2 là phải là biểu khớp so sánh giá trị lớn hơn nhỏ hơn cũng là sai. Có hay là bằng cũng được nha. Câu số 3 kiểm tra. Khi kiểm tra phải cho kết quả đúng hoặc sai là câu đúng. Có nghĩa là sai trong cái điều kiện này. Thì kiểm tra xong thì mình phải cho kết quả là đúng hoặc sai. Đúng không? Như vậy mình trả lời bài số 2 như sau. Như vậy là câu số 1 thì mình trả lời là sai, số 2 sai và câu số 3 chính là câu đúng. Đúng không? Giờ trả lời xong bài số 2 mình sẽ tiếp phần bài diễn nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi. Em hãy sử dụng mẫu thể hiện cấu trúc dãy nhánh để mô tả thuật toán giải bài toán. Cho ba đồng xu có trong đó, cho ba đồng xu trong đó có một đồng xu giả sẽ nhẹ hơn hai đồng xu còn lại. Dùng căn thăng bằng để tìm gia đồng xu giả. Như vậy mình sẽ có ba đồng xu nhé. Trong đó sẽ có một đồng xu giả sẽ nhẹ hơn. Như vậy mình sẽ dùng căn thăng bằng. Nhưng mình sẽ cho hai bên của căn thăng bằng mỗi bên một đồng xu. Nếu hai bên bằng nhau có nghĩa là cả hai đều là đồng xu khác, đồng xu còn lại sẽ là đồng xu giả đúng này. Còn nếu mà cho vào hai bên, một bên nhẹ và một bên nặng hơn thì bên nhẹ chính là đồng xu giả, đồng xu hai đồng xu còn lại sẽ là khác đúng này. Như vậy câu này các em sẽ làm như sau. Mẫu thể hiện cấu trúc dãy nhánh là căn thăng bằng sẽ có hai bên gọi lần lượt là bên A và bên B. Ta cho mỗi bên cho mỗi lần hai đồng xu lên hai bên căn A và B ta có. Nếu A bằng B thì hai đồng xu đều là khác, thì đồng xu còn lại sẽ là một xu nhẹ. Trái lại một trong hai bên nhẹ hơn bên còn lại, hai bên sẽ nhẹ hơn chứa chính là chứa đồng xu nhẹ. Hết nhanh. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ có một câu hỏi. Trong các phát biểu sau đây về thuật toán, phát biểu nào đúng? Câu số 1 dùng cấu trúc dãy nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm. Thì đây là câu sai nha. Cấu trúc dãy nhánh mình chỉ sử dụng khi có điều kiện cần kiểm tra thôi. Đúng không? Câu số 2 dùng cấu trúc dãy nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét và trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau. Thì đây là cũng có câu sai. Đúng không? Khi mình kiểm tra điều kiện đúng sai thì mình mới sai sử dụng không. Câu số 3 để hiện hiện cấu trúc dãy nhánh cần dùng mẫu là nếu, trái lại là câu đúng. Cấu trúc dãy nhánh luôn kết thúc bằng hết nhánh là câu đúng. Như vậy mình sẽ có câu 3 và câu 4 là đúng nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ thấy bằng bài gì. Giờ cuối cùng sẽ là tóm tắt bài học hôm nay. Khi nào mô tả thuật toán phải dùng từ nếu. Khi ta có cấu trúc dãy nhánh thì mình sẽ dùng nếu trái lại để hiện cấu trúc dãy nhánh.
cần đánh dấu hết nhánh để trở lại với quy ước thực hiện các bước tương tự theo liệt kê nhé. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khá giảng thì hãy bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hãy sớm nhất càng nhiều bạn xem càng vui. Và em này chưa đăng ký kênh Hệ Liêm, các em sẽ bấm đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hệ Liêm nhé. Hãy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.